Mình là Đất Rẻ Đại Bình, xin kính chào toàn thể anh chị cô chú và nhà đầu tư. Hôm nay em lại tiếp tục mời anh chị cô chú và nhà đầu tư tìm hiểu tham khảo lại lần nữa cái mảnh đất gần 2,5 sào, 28 m mặt tiền đường đá đỏ chuẩn bị lên bê tông, thôn Văn Cường, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Trên đất có một căn nhà cấp 4 và một mảnh vườn thanh long khoảng 300 trụ. Khu vực dân cư đông đúc, điện nước, nhà nước cách trung tâm xã, trường học, ủy ban, nhà thờ này nọ là khoảng 1 cây số. Về Phan Thiết khoảng 20 phút, về Sài Gòn khoảng 2 tiếng rưỡi. Và đợt này chủ lại tiếp tục giảm từ 1 tỷ 3 xuống 1 tỷ 250. Hy vọng sẽ có anh chị cô chú hữu duyên biết đến và sở hữu cái mảnh đất này nhé. Còn bây giờ em sẽ mời anh chị cô chú cùng với em đi tìm hiểu xung quanh khu vực trung tâm xã Hàm Thạnh dăm 3 phút, rồi sau đó mình sẽ theo con đường tỉnh lộ 78 tiếp tục về cái khu vực mảnh đất em chia sẻ nha. Bây giờ em sẽ quay từ ngay chỗ trung tâm xã Hàm Thạnh nha anh chị cô chú. Phía bên trái là cây xăng Thế Hoa nè. Còn phía bên phải là chùa nè nha anh chị. Đây, chùa Phước An nha. Và phía trước đó là ngay trung tâm ngã tư chợ luôn. Ủy ban, trường học, nhà thờ tập trung hết ở đó. Và bây giờ là gần 7 giờ sáng, dân cư cực kỳ đông đúc nha. Học sinh đi học rồi phụ huynh đưa đón đi chợ này nọ rất là đông. Và mảnh đất nó cách ngay cái trung tâm xã trên cái trục đường tỉnh lộ 78 này khoảng 1 cây số thôi. Đây thêm một cây xăng nha. Đây, ngay góc ngã tư trung tâm, rồi ủy ban, bệnh viện đồ phía trước. Một hồi em sẽ quay vô trường học và nhà thờ cho anh chị cô chú luôn nha. Rất là đông. Đây là ngay ủy ban đây. Rồi bây giờ em sẽ vòng lại qua cái ngã tư để vô trường học và nhà thờ cho anh chị cô chú cùng xem nha anh chị cô chú. Trường cấp 1 nè, cấp 2 nè, trường mẫu giáo nằm ngay phía trước luôn. Là tất cả những cái con đường này đã lập kế hoạch để là sửa chữa lại hết và làm lại hết, nó đi thông qua các xã khác luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chạy một vòng đi thẳng qua bên ngay chỗ nhà thờ. Thì từ hôm rồi em cứ nói ngay trung tâm xã thôi, nhưng mà em không có chạy ra trường học, không có chạy ra nhà thờ. Nay em đi bao quát một lần. Đây, phía bên trái là trụ sở công an xã nha. Và chạy tí xíu nữa là tới nhà thờ. Và tất cả các tuyến đường này là đã có kế hoạch làm lại hết. Đây, trụ sở công an xã. Đường thông các hướng nha anh chị cô chú. Dân cư rất là đông. Nhà thờ ngay phía trước mặt luôn anh chị cô chú à. Còn đây là nhà thờ giáo xứ Phaolô nha. Thì nhà thờ này cũng sắp làm lại nha anh chị cô chú. Thì bây giờ cơ bản là em đã quay sơ lược cho anh chị cô chú xem xung quanh trung tâm xã Hàm Thạnh rồi. Thì mình sẽ tiếp tục theo cái con đường tỉnh lộ 78, mình đi thẳng về cái vị trí lô đất hết sức là đẹp luôn, để cùng tìm hiểu tiếp nha. Em sẽ tiếp tục mời anh chị cô chú và nhà đầu tư mình chạy dọc theo cái con đường tỉnh lộ 718 này nha. Thì hồi nãy là em cũng có quay xung quanh
khu vực trung tâm xã Hàm Thạnh để anh chị cô chú và nhà đầu tư nắm bắt sơ bộ được xem nó như thế nào. Và xuôi về hướng Tây theo cái trục đường tỉnh lộ 718 này, chúng ta đi thêm khoảng chừng một cây số sẽ đến vị trí mảnh đất. Thì thật ra cái mảnh đất này em cũng đã chia sẻ hai lần rồi, và những anh em khác thì cũng có chia sẻ gửi đến anh chị cô chú. Thì dẫu biết rằng là đất nó có đẹp cỡ nào, nhưng thông tin giữa người mua và người bán không có sự kết nối giữa anh em môi giới thì cũng rất là khó để bán được lô đất. Vì vậy có thể những anh chị đã biết rồi và chưa dám xuống tiền, hoặc là những anh chị cô chú nhà đầu tư mới mà chưa biết đến kênh Đất Rẻ Đại Bình cũng như những kênh khác của anh em trong đội nhóm về khu vực đất đai ở Hàm Thuận Nam, thì hy vọng qua những cái clip mà anh em đăng đi đăng lại nhiều lần sẽ có anh chị cô chú và nhà đầu tư hữu duyên. Vì thật ra đất nó có đứng cỡ nào thì đến một lúc nào đó nó sẽ lên lại, nó sẽ nóng lại, sẽ ấm lại. Tiền thì có thể mất giá, chứ vàng và đất thì đời nào cũng vậy, nó chỉ có tăng chứ không có giảm. Cho nên nếu anh chị cô chú và nhà đầu tư mà có rủng rỉnh một chút tiền khoảng tỷ 2, tỷ 3 thì theo em cái lô đất này cũng là một cái lựa chọn để đầu tư sinh lời, để đầu tư để ở hoặc là để dành. Cũng hy vọng lần rau thứ ba này Đất Rẻ Đại Bình sẽ tìm được anh chị cô chú nhà đầu tư hữu duyên để bán cho chủ đất, vì chủ cũng đang rất cần tiền. Rồi sắp tới rồi anh chị cô chú ngay phía trước nha, ngay phía trước có một cái ngã ba đường đá đỏ, mình sẽ rẽ vào khoảng 50 mét thôi, ngay vị trí này đây. Và đường này nó cũng thông luôn nha anh chị cô chú, nó chạy rất là sâu, rất là xa. Em cũng chạy một vòng cái đường này cho anh chị cô chú xem, mình tới cái vị trí mảnh đất rồi nha, nhưng mà em chạy thêm một đoạn nữa để anh chị cô chú xem. Thì trong đây là nhà cửa dân cư cũng rất là đông. Phía trong này là dân cũng rất là đông nha anh chị cô chú, và đường nó thông các hướng luôn nha. Ở nhà cửa cũng nhà máy Thái rất là đông. Rồi thôi em sẽ quay trở lại cái vị trí lô đất và căn nhà nha. Như vậy thì Đất Rẻ Đại Bình đã đến cái vị trí lô đất mặt tiền đường đất 28m, gần 2 sào rưỡi, ở thôn Văn Cường, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Thì đây anh chị cô chú, ngay cái vị trí cái trụ này là trụ ranh nha. Đó, và mình nhìn xa xa đó, nhìn một cái căn nhà cấp 4 rất là to, rất là đẹp nha, xây khoảng 5 năm, mua vào là ở ngay. Đó, không có phải lo lắng gì hết, điện nước là ok. Đó, trên đất có khoảng 300 trụ thanh long đang chạy điện. Rồi mình từ cái vị trí cái trụ này, mình theo cái con đường đá đỏ này. Thì đường đá đỏ này là nó còn mở rộng ra và chuẩn bị lên bê tông nha. Thì khi cái đường này nó lên bê tông thì đất của mình nó giá trị nó còn tôn lên thêm nữa. Và đường này nó thông các hướng nha anh chị cô chú. Đó, nó qua tới bên đây là 28m. Thì lúc trước chủ đòi 50 triệu một mét là khoảng 1 tỷ 4, nhưng mà em nói là nhận bán 1 tỷ 3 thôi. Và hôm nay thì giảm thêm 50 nha, còn 1 tỷ 250. Nói chung là chủ cũng rất là cần rồi, chủ đang cần bán để mà lấy tiền làm lo công việc. Đây, thì từ cái vị trí cái mảnh đất này mà mình ra ngoài ngay chỗ cái đường nhựa là khoảng 50 mét thôi.
Từ đây ra đó là 50m, mình rẽ phải là về trung tâm ngã tư xã Hàm Thạnh là khoảng 1 km, mình về thành phố Phan Thiết là khoảng 16 cây số, về Sài Gòn khoảng 2 tiếng rưỡi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục vào trong để mình cùng tìm hiểu nhé. Thì ranh ráp đâu đó rõ ràng nha anh chị cô chú. Còn nhà nè, mình thấy cái nhà rất là đẹp không. Rồi thì đối với những bạn trẻ ra riêng thì cái căn nhà và mảnh vườn này cũng là một cái cơ hội để các bạn an cư lạc nghiệp, và những cô chú lớn tuổi thích cuộc sống yên bình nhưng không quá xa với khu vực náo nhiệt như Phan Thiết, Sài Gòn hay Novo, thì mảnh đất này cũng là một lựa chọn đó. Rồi trên đất nó có vườn thanh long để mình đầu tư canh tác, hoặc là mình trồng thêm những cái cây khác. Khu vực này, đất này mình trồng dừa nè, bưởi nè, mít cực kỳ tốt nha anh chị cô chú. Ở đây trên vườn này người ta đang chạy đèn luôn. Thì thanh long nếu mà có giá khoảng chừng 15 đến 20 ngàn một ký thì 300 trụ này mình có thể là kiếm được 6-7 tấn, là cũng 100 mấy 200 triệu nha. Đó, tùy theo mình chăm sóc đó. Thanh long thì cũng còn xinh tươi và chủ người ta cũng đang chăm sóc. Đất này 2 sổ, nói gần 2,5 sổ, giá chỉ có 1,250 tỷ. Chỉ có giai đoạn đất đứng như thế này thì nó mới có giá như thế này thôi nha anh chị cô chú. Thật sự là chủ cũng đang cần bán đó, cho nên hy vọng lần thứ ba này đất rẻ để bình đăng lên sẽ có anh chị cô chú hữu duyên sẽ thấy được cái kênh đất rẻ Đại Bình cũng như đất rẻ Hòa Nguyễn, và thấy được cái giá trị tiềm năng của cái mảnh đất này, đầu tư để ở, để sinh lời, hoặc là để dành sau này cho con cháu này nọ. Thì cái muôn thở thì đất và vàng hay là kim cương này nọ nghìn đời vẫn vậy. Thời nào nó cũng có giá trị riêng của nó hết đó. Tiền thì có thể là thay đổi theo thời gian, chứ còn vàng đất thì muôn đời vẫn vậy. Cho nên đầu tư mảnh đất này cũng là một cái lựa chọn đó. Ngay chỗ cái đó là cái ranh của mình nha, và mình tiếp tục đi đây. Đất này hình chữ L nở hậu rất đẹp nha anh chị cô chú, và nó cách nhau bởi một cái khoảng trống này, ở chạy dài qua bên kia luôn. Hậu nó nở là gần 70m hơn á, rất đẹp anh chị cô chú. Chỉ có 1,250 tỷ như vậy thôi. 28 mà nhân cho khoảng 45, hồi bữa hổm là chủ đòi 50 triệu, hôm nay còn 1,250 tỷ như vậy khoảng còn 45 triệu một mét ngang, rất là rẻ luôn. Đó, có sẵn nhà, có sẵn vườn, vào là ở ngay thôi. Đi học, đi chợ, đi chùa, đi nhà thờ là khoảng 1 cây số đó. Còn về Phan Thiết chơi là khoảng 20 phút, về Sài Gòn khoảng 2 tiếng rưỡi, rất đẹp luôn. Thì cái gì cũng vậy, cái duyên là cái lớn nhất trong buôn bán đất đai. Giờ đất có đẹp mà không có sự kết nối giữa anh em môi giới và nhà đầu tư và chủ đưa đất thì cũng khó mà bán được. Mà có nhà đầu tư rồi mà chủ đất và nhà đầu tư làm việc với nhau không có hợp ý thì cũng chưa chắc bán được. Mà hợp ý rồi mà chưa có duyên để lấy nữa thì cũng chưa chắc bán được. Cho nên mọi sự là tùy duyên. Và hy vọng hôm nay đất rẻ Đại Bình đăng lần thứ 3 sẽ có sự cái duyên nó sẽ đến. Rồi trên đất nó có luôn cây sồi nè anh chị cô chú, rất đẹp nha. Cơ bản thì đất rẻ Đại Bình dạo một vòng xung quanh đất và nhà để anh chị cô chú biết được có một cái mảnh đất như vậy, có một cái căn nhà như vậy, thì để anh chị cô chú đầu tư. Và khu vực xung quanh thì dân cư cũng rất là đông, điện nước nhà nước rất đẹp, đường thì ô tô đến tận đất
phía trước có bãi đổ xe luôn. Đó, rất là đẹp. Như vậy tất cả mọi thứ đã sẵn sàng để chờ đón anh chị, cô chú và nhà đầu tư hữu duyên sở hữu được mảnh đất và căn nhà này. Nếu anh chị cô chú mà không thích căn nhà, mình có thể tháo dỡ và mình xây những cái căn nhà khác theo ý muốn của mình, theo phong thủy mà mình yêu thích. Đó, cùng nhau nhìn lại một lần nữa nha anh chị cô chú, rất đẹp. Rồi, mọi việc đã sẵn sàng chờ đợi anh chị cô chú nhà đầu tư hữu duyên biết đến cái mảnh đất ngang 28m mặt tiền đường Đá Đỏ, tổng diện tích gần 2,5 sào, thôn Văn Cường, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Hôm nay chủ giảm thêm 50 triệu, chỉ còn 1,25 tỷ là chủ bán. Rồi, hãy gọi cho em 0703 431 475 để em hướng dẫn xem đất và gặp chủ làm việc nha. Chân thành cảm ơn chị chú rất là nhiều.